1 tới số mấy vô số 12 sang 24 luôn. Cái đó là phân xưởng dân chuyên nghiệp. Ờ được, lương thì không thì nó là trả lương cho cái chủ nó làm một cái chủ của nó. Thì á. Nó quan cái là nó liên quan hay là nó liên quan đến hàng hóa ăn cắp thì em giữ lại thôi. Không nhập.